Hello, xin chào các bạn đã đến với kênh Xe Máy Hòa Bình Minh ạ. Và một thông tin mà chắc hẳn là rất nhiều các bạn đang quan tâm, cũng đang chờ đón trong thời gian vừa qua, đó chính là dòng xe SH300i. Thì trong ngày hôm nay, Linh sẽ review, báo giá cho các bạn về dòng xe SH300i 350i nhé, để cho các bạn có thể xem những cái gì nổi trội trên dòng xe SH350i này và giá cả thời điểm này nó sẽ như thế nào. Linh sẽ cập nhật cho các bạn. Và nếu như các bạn cần Linh tư vấn trực tiếp thì hãy liên hệ với Linh hoặc là kết bạn Zalo với Linh qua số điện thoại là 0987162438 nhé. Và không để các bạn chờ lâu hơn nữa, ngay sau đây Linh sẽ review báo giá cho các bạn về dòng xe SH350i này. Thì ngay phía bên cạnh Linh đây là Honda SH350i do Honda Việt Nam sản xuất. Và đây là phiên bản thể thao các bạn nhé. SH350i sẽ có hai phiên bản để các bạn lựa chọn, đó chính là phiên bản thể thao và phiên bản cao cấp. Các bạn có thể quan sát trên màn hình, đó chính là phiên bản thể thao màu xám đen. Thì tổng thể của SH350i có rất nhiều khách hàng các bạn nói rằng là nó giống với SH150 cũng như 125. Tuy nhiên thì nó lại có rất là nhiều cái sự khác biệt. Các bạn có thể nhìn thấy ngay từ bên ngoài, đó là xe SH350i với thiết kế rất là cao, to đúng không ạ? Rất là đồ sộ. Và các bạn nhìn cảm giác thì chiếc xe nó rất là sang trọng, hiện đại và quý phái. Đó chính là thiết kế của dòng SH350i. Và bây giờ Linh sẽ đi chi tiết cho các bạn một số cái chi tiết cũng như một số cái thay đổi khác biệt của dòng xe này nhé. Đó là đầu tiên thì hệ thống đèn phía trước thì nó cũng giống như SH150 rồi, là hệ thống đèn full LED rồi này. Đó. Cùng với là chế độ đèn là luôn sáng thì giúp cho tăng cái khả năng nhận diện của các bạn khi mà mình lưu thông trên đường, mang lại cái tầm nhìn tốt nhất cho khách hàng. Và các bạn có thấy thêm không? Đó là thêm một cái đèn ở đây, đó chính là đèn phản quang này. Đó, giúp cho nhận diện xe rất là dễ dàng trong buổi tối. Và phần mặt nạ phía trước của phiên bản thể thao này thì nó sẽ phối thêm với cả phần tông màu xe là màu xám rồi, thì sẽ phối thêm phần mặt phía trước này là màu đen. Đây là sơn nhám các bạn nhé, sơn nhám. Còn đối với phiên bản cao cấp thì sẽ có màu trắng và màu đỏ. SH350i sẽ có 3 màu để các bạn lựa chọn. Tiếp đến thì phần mặt đồng hồ các bạn, Linh sẽ quay phần mặt đồng hồ cho các bạn quan sát này, cũng như là một số thay đổi ngay trên phần mặt đồng hồ của xe đây. Thì các bạn có thể quan sát luôn, mặt đồng hồ của xe thiết kế rất là hiện đại rồi, nó giống với SH150i rồi đúng không ạ? Màn hình tinh thể lỏng thì cỡ lớn này ở phía giữa này, hiển thị rất là nhiều các thông số giúp các bạn quan sát rất là dễ dàng. Và đặc biệt hơn thì SH350i thì cũng như SH150 nó sẽ có kết nối Bluetooth ở trên màn hình, giúp các bạn có thể theo dõi được tin nhắn cũng như là các cuộc gọi điện thoại nhé. Và nếu như SH cũng như các dòng xe khác có trang bị hệ thống ID Stop thì đến SH350i đã loại bỏ công tắc ID Stop, thay vào đó các bạn có thể quan sát trên màn hình, đó là công tắc ngắt động cơ, ngắt máy khẩn cấp ấy, giống như các dòng xe phân khối lớn đã được trang bị đấy ạ. Thì các bạn sẽ có thể là ngắt được xe ngay trong những cái trường hợp mà mình gặp vấn đề khẩn cấp mà mình cần phải tắt máy luôn. Và bên này thì vẫn là các công tắc chuyển đa dụng, chuyển màn hình thôi. Đó, vẫn là đèn còi xi nhan như dòng xe SH150 thôi. Và hệ thống khóa thì vẫn là hệ thống khóa thông minh Smart Key 4.0 các bạn nhé. Và đặc biệt hơn thì nó sẽ, đối với SH300 này các bạn thấy nó có trang bị thêm cái hộp để đồ phía trước này. Các bạn có thể để khóa xe cũng như có thể để khẩu trang, một số cái vật dụng khá là tiện lợi đấy ạ. Đó là trên phần sàn để chân các bạn quan sát luôn. Sàn để chân của xe thì rất là rộng, thì các bạn có thể để chân một cách thoải mái. Nếu như SH150 hay 125 trước đây thì các bạn có thể đã biết là bình xăng thì để bên ngoài rồi. Thế tuy nhiên thì đối với dòng xe SH350i thì với cái dung tích bình xăng lên tới 9,3 lít thì bình xăng hiện tại đang nằm ở trong thân xe nhé, trong cốp xe, các bạn đổ xăng ngay trong cốp xe. Phần này thì thiết kế có thể là có phần sâu xuống một chút để các bạn có thể tràn xăng ra ngoài, nó không bị ra xe đấy ạ. Vẫn là trang bị một cái hộp để đồ rất là rộng 18 lít ạ, và có trang bị cổng sạc điện thoại tiện lợi nhé. Đó là những cái trang bị mà trên SH350i có, nó cũng khá là giống với trang bị trên SH150, 125 rồi. Và khi các bạn nhìn từ phía thân xe thì các bạn quan sát thấy này, ví dụ như là đây có những cái đường cắt xẻ rất là sâu, nó tạo nên một cái hình ảnh rất là đẹp mắt cũng như là khí động học cho xe này. Đó, phần logo SH, đây là một điểm nổi bật trên dòng xe SH300, đó chính là logo SH này, màu đỏ nổi bật trên xe, được dập nổi nhá. Kết hợp với cả là chữ 350i các bạn thấy không? Trên nền là mạ chrome rất là nổi bật,
đặc biệt hơn là vân 3D này, vuốt chạy dài theo thân xe, tạo nên một cái gì đó rất là cuốn hút cũng như là tinh tế hiện đại cho chiếc xe. Đó là khi các bạn nhìn từ thiết kế phía bên ngoài của xe. Còn về phần đèn hậu phía sau thì vẫn là hệ thống đèn LED rồi. Tay dắt thì vẫn tương tự như SH150i rồi, rất là thuận tiện đẩy dắt này, đặc biệt là thiết kế rất là nhẹ đấy ạ. Còn ngoài ra thì đối với dòng xe SH350i thì mình vừa review qua bên ngoài cho các bạn xem về thiết kế bên ngoài như là tổng thể xe. Thế còn về hệ thống trang bị cho xe thì các bạn thấy là vẫn là hệ thống trang bị hệ thống phanh ABS trên bánh trước và bánh sau nhé. Đó là hệ thống trang bị an toàn cho xe. Tiếp đến là với việc sử dụng cái động cơ, đó là động cơ EFP+, thì giúp mang lại cái khả năng vận hành rất là mạnh mẽ cho xe, khả năng tiết kiệm nhiên liệu này. Và các bạn có thể quan sát luôn là hệ thống trên SH300i là trang bị EFP+ này, cùng với hệ thống kiểm soát lực xoắn HSTC sẽ giúp cho các bạn an tâm hơn khi mà mình phanh trong các điều kiện đường trơn ướt chẳng hạn, thì các bạn sẽ mang lại sự an tâm hơn cho mình. Và đối với dòng xe SH350i thì nó sẽ đáp ứng tiêu chuẩn Euro 4 về khí thải rồi các bạn nhé. Nếu như các dòng xe bình thường của Honda Việt Nam thì áp dụng tiêu chuẩn là nó đạt cái tiêu chuẩn Euro 3, thì đối với dòng xe SH350i theo như kiểm định thì là nó đạt tiêu chuẩn Euro 4 về khí thải đấy ạ. Rất là thân thiện với môi trường. Thì Linh vừa review qua một số cái, tất nhiên là Linh sẽ chưa thể nói hết được về các điểm cũng như khác biệt thay đổi của dòng xe SH350i. Linh đã vừa review qua rồi, thì bây giờ Linh muốn báo giá luôn cho các bạn để các bạn có thể cập nhật xem giá luôn tại thời điểm này nhé. Thì đối với phiên bản thể thao màu xám đen ngay bên cạnh Linh đây, hiện tại đang có giá bán khoảng 1 triệu các bạn nhé. Và nếu như các bạn nào mình lựa chọn phiên bản cao cấp màu trắng hay màu đỏ thì nó sẽ có giá khoảng 1 triệu đồng cho dòng xe SH350i này. Vậy thì nếu như bạn nào đang quan tâm và muốn Linh tư vấn cụ thể chi tiết hơn về dòng xe SH350i này cũng như là báo giá cho các bạn thì hãy liên hệ với Linh qua số điện thoại là 0987162438 nhé. Ok. Và trong video ngày hôm nay thì Linh cũng muốn mang tới cho bạn một thông tin nữa, đó là chỉ còn ít ngày nữa thôi thì chương trình khuyến mại dành cho các dòng xe như là Honda Everblade này, Honda Winner X hay là Vision hay Wenfa sẽ kết thúc rồi. Vậy thì các bạn còn vài ngày nữa thôi, mình hãy đến với hệ thống xe máy Hòa Bình Minh hoặc hãy liên hệ với Linh để mua xe nhận những ưu đãi trong thời điểm này. Ngay sau đây thì Linh sẽ giới thiệu luôn là dòng xe Honda Winner X. Bởi vì Honda Winner X thời điểm này khi mà sắp tới nó kết thúc chương trình khuyến mại thì Linh nghĩ rằng sẽ không có thời điểm nào mà giá xe nó sẽ rẻ như này nữa. Honda Winner X phiên bản 150 phanh thường như này hiện tại với giá bán tại hết đang khoảng 35 triệu đồng. Và đặc biệt hơn thì thời điểm này đang có chương trình khuyến mại là hỗ trợ 4 triệu hoặc là các bạn có thể mua trả góp với lãi suất 0%. Vậy thì giá sau khi các bạn nhận hỗ trợ 4 triệu với một phiên bản Winner X phanh thường như này chỉ có giá khoảng 31 triệu đồng là các bạn có thể sở hữu rồi. Và các bạn chỉ mất thêm tiền chi phí điển số nữa thôi. Bạn nào ở huyện thì các bạn mất thêm hơn triệu, ở thành phố các bạn mất hơn 3 triệu để đăng ký nữa. Như vậy là với một xe phiên bản phanh thường này chỉ có 31 triệu đồng là các bạn có thể sở hữu rồi. Còn nếu như bạn nào lựa chọn phiên bản phanh ABS thì đối với Winner X 150 phanh ABS thời điểm này đang để giá cho các bạn là khoảng 37.800.000 và giá sau khuyến mại sẽ khoảng là 33.800.000 đồng là các bạn có thể sở hữu rồi nhá. Và chỉ còn vài ngày nữa thôi là chương trình khuyến mại hỗ trợ 4 triệu đồng sẽ kết thúc rồi. Vì vậy nếu như bạn nào đang có ý định mua xe Winner X, sắp có ý định mua xe Winner X thì các bạn hãy mua Honda Winner X ngay tại thời điểm này ạ, để nhận hỗ trợ 4 triệu đồng nhá. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, các bạn lưu ý giúp Linh về chương trình khuyến mại dành cho xe Honda Winner X nhá. Và tiếp theo nữa đó chính là dòng xe Honda Everblade, một trong những dòng xe mà Linh nghĩ rằng thời điểm này vừa có chương trình khuyến mại này, giá cũng cực kỳ là tốt luôn. Phía bên cạnh Linh đây là em Honda Everblade phiên bản 125 màu đen nhám các bạn nhé. Đây là phiên bản đặc biệt của bản 125, một trong những màu sơn mà có doanh số bán chạy nhất đấy ạ. Bản 125 màu đen nhám thì các bạn có thể quan sát luôn là năm nay Honda Việt Nam phối với các chi tiết tem cũng như logo màu đồng. Linh nghĩ rằng đây là một trong những cái phối màu rất là đẹp mắt đấy ạ. Và với bản 125 màu đen nhám như này, hiện tại nó chỉ có giá khoảng 41 triệu đồng là các bạn đã có thể sở hữu rồi. Nếu như các bạn quan sát trước đây với một phiên bản đen nhám đặc biệt cho dòng xe Everblade những năm trước đây nó có giá lên tới 45-46 triệu đồng,
thì tại thời điểm này nó chỉ có giá khoảng 41 triệu đồng là các bạn đã có thể sở hữu rồi. Một trong những thời điểm mà giá cả rất là tốt. Và đặc biệt hơn, trong vài ngày tới đây các bạn mua dòng xe Honda Airblade, các bạn sẽ được nhận ngay một chiếc đồng hồ Casio rất là có giá trị. Nếu như các bạn nào đã mua Airblade rồi, đã mua những năm trước đây đã mua các dòng xe mà được tặng đồng hồ rồi, các bạn biết không ạ, đồng hồ rất là có giá trị, từ 1 đến 3 triệu đồng. Đồng hồ đeo tay có cả mẫu nam và mẫu nữ để các bạn có thể lựa chọn nhé. Và chỉ vài ngày nữa thôi, chương trình khuyến mại sẽ kết thúc. Và Linh chắc chắn rằng thời điểm này giá xe đã tốt rồi, chương trình khuyến mại cũng tốt rồi. Vậy thì các bạn còn chần chờ gì nữa mà không mua ngay xe ngay trong thời điểm này ạ? Và hãy liên hệ với Linh để dinh ngay một em Honda Airblade phiên bản 125 màu đen nhám như này nhé. Và đừng bỏ lỡ cơ hội này nhé. Và đặc biệt hơn, nếu như bạn chưa đủ tiền, Linh sẽ hỗ trợ các bạn mua trả góp với lãi suất cực kỳ ưu đãi trong thời điểm này cho dòng xe Airblade ạ. Lãi suất rất là ưu đãi nhé. Và với số tiền trả trước chỉ cần khoảng hơn 8 triệu là các bạn đã có thể sở hữu rồi. Thủ tục rất là đơn giản thôi, các bạn chỉ cần chuẩn bị cho Linh là chứng minh thư sổ hộ khẩu hoặc là chứng minh thư bằng lái xe để mua dòng xe Airblade này nhé. Và nếu như ngoài dòng xe Airblade phiên bản 125 ngay bên cạnh Linh đây thì các bạn có thể lựa chọn phiên bản 150 với có giá chỉ dao động từ khoảng ngoài 51 đến ngoài 52 triệu đồng và cũng vẫn được tặng đồng hồ Casio ạ. Như vậy là các bạn vừa được Linh cập nhật giá các dòng xe Airblade 125 cũng như 150 rồi đúng không ạ? Và các bạn chỉ việc nhấc máy lên và liên hệ với Linh để được mua xe trong thời điểm này. Và tiếp theo nữa thì Linh sẽ báo giá cho các bạn về dòng xe Honda Vision đấy ạ. Một trong những dòng xe mà các bạn trong thời điểm này rất nhiều các bạn muốn đi mua xe. Các bạn sinh viên này, các bạn học sinh, các bạn sắp đi học, các bạn vừa ra trường, các bạn chuẩn bị đi làm. Các bạn muốn mua một em Honda Vision đấy ạ, ngay bên cạnh mình đây, với phân phối là 110, thiết kế rất là nhỏ gọn, thời trang và đẹp mắt ạ. Thì phiên bản cao cấp ngay bên cạnh Linh đây hiện tại chỉ có giá khoảng ngoài 32 triệu đồng là các bạn đã có thể sở hữu rồi. Với hệ thống khóa thông minh Smart Key trên phiên bản cao cấp các bạn nhé. Chỉ ngoài 32 triệu đồng là các bạn có thể sở hữu. Và đặc biệt hơn, thời điểm này khi các bạn mua dòng xe Honda Vision, các bạn sẽ được nhận ngay hai chiếc mũ bảo hiểm có kính của Honda Việt Nam. Rất là ưu đãi đúng không ạ? Và chỉ còn vài ngày nữa thôi thì chương trình khuyến mại sẽ kết thúc rồi. Vì vậy các bạn đang sắp mua xe thì các bạn hãy mua xe luôn trong thời điểm này nhé. Và ngày hôm nay thì Linh muốn mang tới cho các bạn giá một số cái dòng xe số để các bạn có thể cập nhật, bởi vì Linh biết rằng thời điểm này một số dòng xe số đang bán rất là chạy và rất nhiều khách hàng đang quan tâm. Ngay phía bên cạnh Linh đây có dòng xe Wenfa, Honda Wenfa. Hiện tại thì Wenfa vành nam này đang có giá khoảng ngoài 18 triệu đồng thôi. Linh có lên cái phần mặt nạ rất là đẹp cho xe đấy ạ. Nếu mà bạn nào mà thanh niên các bạn thích, ưa thích cái lên mặt nạ như kiểu xe SH như này thì hãy liên hệ với Linh nhá. Với chi phí cũng rất là rẻ thôi ạ. Và ngoài 18 triệu đồng cho một em Honda Wenfa màu xanh than và có 5 màu để các bạn lựa chọn nhé. Thì các màu đều đồng giá cho các bạn luôn ạ, chỉ khoảng ngoài 18 triệu. Và đặc biệt hơn, trong vài ngày tới đây nếu như các bạn mua trả góp dòng Wenfa này với số tiền trả trước khoảng 5 triệu đồng, các bạn sẽ Linh sẽ hỗ trợ các bạn mua trả góp với lãi suất 0%, tức là không mất lãi suất nhé. Vậy thì chỉ còn vài ngày nữa thôi ạ, vài ngày duy nhất nữa thôi. Vậy hãy liên hệ ngay với Linh qua số điện thoại là 0987162438 nhé. Và tiếp theo nữa thì Linh muốn mang đến cho các bạn là dòng xe Honda Future. Với hơn 20 năm có mặt trên thị trường thì Linh nghĩ rằng các bạn đã quá quen thuộc với mẫu xe Honda Future rồi. Future là một trong những dòng xe số cao cấp hiện đại mà rất nhiều khách hàng đang lựa chọn, với thiết kế kiểu dáng thanh lịch cùng với khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Future là một trong những dòng xe với khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Linh nghĩ rằng đó là số 1 luôn đấy ạ. Đây ạ, các bạn có thể quan sát luôn. Bên thân xe các bạn có thể quan sát mức tiêu hao nhiên liệu của dòng xe Honda Future là 1,54 lít trên 100 cây các bạn nhé. Chỉ 1,54 lít trên 100 cây thôi. Một thông số khá là đáng nể của Honda Việt Nam đúng không ạ? Cho một dòng xe số cao cấp mà động cơ là 125 phân khối, sử dụng hệ thống kim phun điện tử. Các bạn có thể quan sát ngay bên cạnh bên đây là màu xanh. Với một Honda Future phiên bản màu xanh vành nan như thế này thì hiện tại nó chỉ có giá khoảng ngoài 30 triệu đồng là các bạn có thể sở hữu rồi ạ. Thời điểm này Honda Future cũng có giá cực kỳ tốt luôn. Nếu trước đây có giá khoảng tầm 31-32 thì thời điểm này ngoài 30 triệu đồng là các bạn đã có thể sở hữu một em Honda Future vành nam rồi. Và nếu như các bạn mua phiên bản vành đúc thì có giá khoảng ngoài 31 triệu đồng ạ. Và nếu như khách hàng nào đang quan tâm đến dòng xe Honda Future này, các bạn muốn Linh gửi hình ảnh cũng như màu sắc của tất cả các phiên bản thì hãy liên hệ với Linh hoặc là kết bạn Zalo với Linh qua số điện thoại là 0987162438 để Linh hỗ trợ các bạn nhé. Linh biết rằng có rất nhiều khách hàng đang quan tâm đến mẫu xe tay ga cao cấp này đấy, xe số cao cấp này ạ. Ok, rồi. Và sau đây thì Linh sẽ báo giá thêm một số dòng xe tay ga cho các bạn tham khảo thêm nhé. Ví dụ như là dòng xe Honda Lead này, Honda SH Mode ạ. Thêm một số dòng xe để các bạn có thể tham khảo thêm. Đó, thì bên này Linh có dòng xe Honda Lead này, Honda Lead phiên bản cao cấp. Màu này là màu
các bạn có thể gọi là màu vàng nhạt cũng được, các bạn gọi màu trắng ngà cũng được. Đó, có hai kiểu gọi. Thì màu xe này hiện tại đây là trên phiên bản cao cấp, đang để giá cho các bạn chỉ khoảng ngoài 40 triệu đồng là các bạn đã có thể sở hữu rồi. Một em Honda Lead phiên bản cao cấp. Và bạn nào yêu thích phần mặt nạ như kiểu SH nhập này thì hãy liên hệ với Linh ạ. Rất nhiều khách hàng tưởng rằng cái mặt nạ này là xe nó là như thế rồi, nhưng các bạn lưu ý cho mình nhé, ở đây là mặt nạ dạng giả SH nhập. Các bạn mua màu xe nào các bạn cũng có thể lắp cái mặt nạ kiểu như này. Đó, đây là phiên bản cao cấp. Và đối với dòng xe Honda Lead thì ngoài phiên bản cao cấp sẽ có thêm cả phiên bản tiêu chuẩn, chỉ có giá là khoảng ngoài 37 triệu đồng là các bạn có thể sở hữu rồi. Nếu như kinh tế bạn chưa đủ, các bạn cũng có thể lựa chọn phiên bản tiêu chuẩn. Bởi vì Linh nghĩ rằng sự khác nhau giữa phiên bản tiêu chuẩn và cao cấp nó không quá nhiều, bởi vì nó chỉ khác nhau về hệ thống đèn này, một tính năng ở ổ khóa thôi. Còn lại cả hai phiên bản đều được trang bị hệ thống khóa thông minh Smart Key rồi. Và đặc biệt hơn thì động cơ và máy móc của hai phiên bản nó là giống nhau. Vì vậy nếu như các bạn nào muốn lựa chọn phiên bản tiêu chuẩn hay cao cấp cũng đều có thể ok được. Và tiếp theo đây thì Linh sẽ báo giá lên cho các bạn về dòng xe SH1. Bởi vì Linh nghĩ rằng thời điểm này SH1 là một trong những dòng xe đang có giá tốt nhất trong các thời điểm. SH1 kể từ ngày cho ra mắt cho đến nay thì SH1 đang có giá đang rất là tốt rồi. Với một em SH1 thời trang như này, phanh CVS như này thì hiện tại bên Head Linh đang để giá cho các bạn chỉ khoảng ngoài 58 triệu đồng là các bạn đã có thể sở hữu rồi. Nếu như các bạn đã quan tâm đến SH1 này, các bạn từng biết rằng SH1 có thời điểm phiên bản thời trang có giá lên tới 62, 63 triệu đồng. Thì ngày hôm nay tại hệ thống xe máy Hòa Bình Minh, Linh đang hỗ trợ giá cho các bạn rất tốt rồi ạ. Chỉ khoảng ngoài 58 triệu đồng là các bạn đã có thể sở hữu một em SH1 phiên bản thời trang phanh CVS rất là đẹp mắt như thế này rồi ạ. Còn review SH1 thì Linh cũng review khá là nhiều rồi, các bạn có thể quan sát rồi ạ. Review rất là nhiều rồi ạ, các bạn đã từng xem những cái video của Linh rồi. Và tiếp theo nữa thì Linh sẽ báo giá đến dòng Honda SHI luôn nhé. Ngay phía sau đây các bạn có thể quan sát đúng không ạ. Hôm nay Linh vừa báo giá review SH350i thì bây giờ đến SH125-150. Các bạn quan sát, bên cạnh Linh đây là có màu trắng này, màu đỏ này. Đó. Và đặc biệt hơn thì đối với dòng xe SH này Linh có lên sport đen như này. Nếu như bạn nào yêu thích thì hệ thống xe máy bên Linh có lên sport đen luôn như này, rất là đẹp mắt ạ. Và SHI thời điểm này giá cũng khá tốt ạ, chỉ dao động từ khoảng ngoài 80 triệu cho đến khoảng 103 triệu đồng thôi. Và có 4 phiên bản. Phiên bản 125 phanh CVS này, phiên bản 125 ABS và phiên bản 150 CVS, 150 ABS. Thì khi Linh tư vấn có rất nhiều khách hàng không hiểu như nào là CVS, như nào là ABS. Thì Linh hôm nay cũng còn nói qua cho các bạn nhé. Hệ thống phanh CVS tức là gì? Là hệ thống phanh kết hợp trên xe tay, các dòng xe tay ga. Khi các bạn bóp phanh trái thì nó sẽ ăn cả hai bánh luôn. Nó là một hệ thống phanh cũng khá là tốt cho các bạn khi sử dụng các dòng xe tay ga. Còn đối với hệ thống phanh ABS là hệ thống chống bó cứng. Nó sẽ an toàn hơn một chút, sẽ hỗ trợ tốt hơn cho các bạn khi mà các bạn phanh gấp hoặc là khi các bạn đi vào đường trơn ướt. Vì vậy giữa hai hệ thống phanh nó sẽ có giá chênh nhau từ 7 đến 10 triệu đồng tùy các bạn lựa chọn nhé. Vậy thì nếu như bạn nào đang quan tâm đến dòng xe Honda SHI này thì các bạn hãy liên hệ với Linh qua số điện thoại là 0987162438 nhé. Linh sẽ tư vấn chi tiết và cụ thể hơn cho các bạn. Và ngay bên cạnh Linh đây thì Linh còn một em Honda Vision phiên bản 2019. Đây là một trong những mẫu xe mà trong suốt thời gian những trước đây rất là nhiều khách hàng ưa thích rồi. Màu này là màu trắng phiên bản đặc biệt ạ. Màu trắng phiên bản đặc biệt. Và Linh chỉ còn một chiếc duy nhất thôi. Vậy thì nếu như bạn nào đang quan tâm đến mẫu em Honda Vision màu trắng đỏ như này của bản 2019 thì hãy liên hệ ngay với Linh. Đây là cơ hội duy nhất, một chiếc duy nhất dành cho các bạn. Và chắc chắn rằng giá cũng sẽ rất tốt các bạn nhé. Hãy liên hệ với Linh để được biết giá về dòng xe Honda Vision này. Ok.